Hello, xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả các khách hàng của hợp tác xã Rau Phúc Sen nha. Em là Phin, hôm nay em sẽ giới thiệu đến với tất cả các bác combo rìu và rau mèo M15cm. Đối với cái combo này thì các bác mình có thể mang đi phượt, đi cắm trại hoặc là các bác dùng để làm vườn cũng rất là ok nhá. Thì em sẽ lên combo cán, rìu, cán mun và rau mèo vỏ và cán cũng mun luôn cho các bác mình có thể tham khảo nhá. Ok, đầu tiên em sẽ giới thiệu mẫu rau mèo 15cm nha. Đây sẽ là cái vỏ của con rau mèo 15cm ạ. Đó. Lưỡi 15cm này thì nó sẽ rất là nhỏ gọn để cho các bác có thể mang đi phượt, đi cắm trại, bỏ vào ba lô túi xách là an toàn này, hoặc là các bác đi picnic này. Đó, có chế độ khóa dao rất là ok luôn đây. Đó, không sợ rơi ra được đâu nhá, nó rất là an toàn luôn đấy ạ. Đó, đó chính là mẫu rau mèo M15cm. Đối với cái rìu to này đi với cái kèm cái con rau mèo nhỏ này thì nó rất là ok rồi. Tại vì rìu thì mình có thể bổ cây chặt củi được rồi, thì cái này mình chỉ để nấu ăn, hoặc là đối với bác đi picnic ấy, thì mình có thể mang đi nấu ăn đấy ạ. Nó rất là ok, thái lọc được rất là tốt. Đấy chính là mẫu rau mèo 15cm nhá. Mẫu này em đang bán với giá là 790.000 đấy ạ. 790.000. Rồi ok, em sẽ để cả vỏ vào đây nhá. Để cả vỏ vào đây luôn cho các bác mình có thể nhìn thấy được. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến mẫu rìu. Rìu này có mã là R04 nha các bác. Mã sản phẩm rìu là R04 này. Đây. Cái này thì về cái cán này thì nó sẽ nặng khoảng dài khoảng 34cm. Cán này là cán gỗ mun nha các bác, mun sọc ạ. Lưỡi rìu này thì mình có thể chặt gỗ, chặt tre, chặt củi cứng nhá. Thì em sẽ cho các bác xem các góc cạnh của cái rìu ạ. Thế ạ. Đó. Có mã R04 nhá. Cái này nó sẽ nặng khoảng 1,1 kg đến 1,2 kg. Thì các bác cầm cực kỳ đầm tay luôn, rất là đầm tay. Và cái này em đang bán với giá là 580.000. Mã sản phẩm là R04, 580.000 nha các bác. Đã, các sản phẩm của em đều có bảo hành 1 năm nên các bác mình yên tâm nhá. Chặt rất là đầm tay luôn, mang đi phượt hoặc sử dụng cho lao động đều rất là ok. Cái lưỡi rìu này là một cái lưỡi rìu trông rất là đẹp ạ. Đó, được nhiều bác lựa chọn nhất đấy ạ. Đấy chính là cái combo hai sản phẩm rìu và rau mèo mà em giới thiệu đến với tất cả các bác trong clip ngày hôm nay. Thì các bác đang xem mà ưng ý một trong hai sản phẩm hoặc là các bác mua combo thì nó sẽ có nhiều ưu đãi hơn, thì mình có thể nhấc điện thoại lên và gọi tới số của em là số 0987 240 733 để em tư vấn cho các bác một mẫu dao phù hợp nhất, hoặc là chốt đơn cho các bác một trong hai sản phẩm này nha các bác nhé. Đó, các bác mà đang xem thì hãy cho em xin một nút đăng ký kênh nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều. Chúc tất cả các bác có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.